Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam sẽ chiếm một nửa dân số. Thưa quý vị, một chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế nhận định với Nikkei rằng khi thu nhập của người Việt ngày càng tăng, xã hội xoay quanh vấn đề nhìn tôi bên ngoài thế nào. Vào buổi tối Chủ nhật tại một thành phố lớn của Việt Nam, siêu họp xuất xứ châu Âu, xe máy Nhật Bản chất đầy bãi đỗ xe gần những nhà hàng chuyên cung cấp các món ngoại như pizza, sushi hay những loại bia ủ bằng phương pháp thủ công có giá gấp 5 lần loại bia sản xuất hàng loạt khác. Người đi đường sử dụng iPhone và các điện thoại di động cao cấp. Khung cảnh này tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh những gì mà Boston Consulting Group (BCG) dự đoán. Theo BCG, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam phát triển vào loại nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, tăng lên 33 triệu người, chiếm khoảng 1/3 dân số trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2020. Thu nhập của họ lên tới 700 đô la Mỹ, gần 16 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, nhà nghiên cứu thị trường Nielsen ước tính tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ đạt 44 triệu đồng trên một người vào năm 2020 và đạt 95 triệu đồng trên một người vào năm 2030. Bo Nguyễn, giám đốc điều hành của Manulife, công ty bảo hiểm có trụ sở tại Canada nhận định, cơ hội dành cho bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam là vô hạn. Người đàn ông này cho biết cơ hội tại đất nước hình chữ S là lớn nhất Đông Nam Á, với 17 công ty bảo hiểm có quyền lôi kéo khách hàng. Theo Manulife, so với năm 2014, doanh thu bán bảo hiểm tại Việt Nam năm 2015 của doanh nghiệp tăng 69% là đến 1.800 tỷ đồng, khoảng 75,3 triệu đô la Mỹ, tiềm năng vô hạn. Abana Bharadwaj, đại diện của BCG khu vực Đông Nam Á cho biết tầng lớp trung lưu Việt Nam không chỉ giới hạn tại khu vực thành thị mà phân tán nhanh chóng đến các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn. Đặc điểm này là do đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn và nông nghiệp. Từ năm 1987, Việt Nam đã xây dựng lại nền kinh tế và khuyến khích đầu tư nước ngoài trong sản xuất và xuất khẩu. Năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 22,76 tỷ đô la Mỹ, đẩy tốc độ tăng trưởng GDP lên mức cao nhất trong 5 năm qua, 6,7%, cùng với các sản phẩm xuất khẩu truyền thống như may mặc và phụ tùng xe hơi, đồ điện tử giá trị cao cũng phát triển mạnh nhờ chiến lược của các nhà sản xuất như Samsung Electronics và Hon Hai Precision Industry. Với sự gia tăng về thu nhập, Việt Nam đang tạo ra sức hút đối với các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Các sản phẩm điện thoại thông minh của Apple, Samsung và Sony được ưa chuộng hơn những thương hiệu của Trung Quốc như Huawei, Oppo, do nhiều người tiêu dùng cho rằng sản phẩm Trung Quốc có chất lượng thấp hơn. Bên cạnh đó, vấn đề tranh chấp chủ quyền cũng khiến nhiều người tiêu dùng quay lưng với các nhãn hiệu đến từ nền kinh tế thứ hai thế giới. Theo công ty nghiên cứu IDC, năm ngoái Samsung kiểm soát 25,6% thị phần điện thoại di động ở Việt Nam, trong khi Apple đứng vị trí thứ hai với 24%. Các nhà cung cấp điện thoại thông minh gặt hái lớn tại các đô thị loại 1 như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặng Thị Hiền 42 tuổi cho biết bà chi 100 đô la Mỹ để mua một chiếc điện thoại Samsung. Tôi thực sự không thích các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc, bà chia sẻ. Người phụ nữ này cũng cho biết sản phẩm của Hàn Quốc như mỹ phẩm và đồ điện tử là sự lựa chọn phổ biến của những người có kinh tế. Các nhà bán lẻ không muốn bỏ lỡ cơ hội. L.A. Nhật Bản gần đây đã mở trung tâm thương mại thứ tư của doanh nghiệp tại Việt Nam, trong khi iSATech, Dell và Hewlett Packard cạnh tranh khốc liệt tại lĩnh vực máy tính điện tử. Dell cho biết xu hướng sử dụng hàng hóa đắt tiền ngày càng tăng. Người tiêu dùng Việt Nam chủ yếu là thế hệ trẻ, có nhu cầu đối với đồ công nghệ cao. Nguyễn Cường Thịnh, giám đốc thương hiệu của Dell Việt Nam chia sẻ. Trong khi đó, một số nhà bán lẻ nước ngoài thử nghiệm thị trường bằng cách mở rộng cửa hàng. Ví dụ, Mitra Adiperkasa của Indonesia. Hồi tháng 9, doanh nghiệp này khai trương cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài theo hợp đồng chuyển nhượng thương mại với Zara của Tây Ban Nha. Cửa hàng rộng 2.400 m² tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xã hội xoay quanh vấn đề nhìn tôi bên ngoài thế nào. Oscar Morrison, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế tại công ty tư vấn Zara & Associates nhận định. Ông cho hay người Việt có thể không chú trọng đồ dùng trong nhà nhưng sẵn sàng chi mạnh cho những thứ có thể trưng diện bên ngoài như điện thoại và xe. Do đó, nhiều nhà hàng ngoại mọc lên tại các thành phố lớn để đáp ứng nhu cầu sang chảnh của người Việt. Nếu sạch sẽ, rộng rãi và đủ ánh sáng, nhà hàng Nhật Bản và chuỗi bán đồ ăn nhanh của Mỹ được coi là cao cấp. Emax, chuỗi cửa hàng giảm giá của Hàn Quốc, đầu tư 200 triệu đô la Mỹ cho các cửa hàng và đẩy mạnh hình ảnh bằng cách hướng tới các hoạt động vì cộng đồng. Hồi tháng 7, doanh nghiệp mở một thư viện đồ chơi rộng 160 m² và tặng 10.000 nón bảo hiểm dành cho trẻ em. Tương tự, thương hiệu thể thao Nhật Bản Mizuno đẩy mạnh tiếp thị trong 2 tháng khi mời tuyển thủ cầu lông hàng đầu Việt Nam Nguyễn Minh Tiến làm đại sứ thương hiệu với hợp đồng trị giá 50.000 đô la Mỹ. Qua khảo sát trực tuyến, Nielsen cho biết niềm tin tiêu dùng ở Việt Nam đứng thứ 5 thế giới trong quý đầu năm 2016, sự giàu có tăng lên cùng với tỷ lệ gia tăng dân số trẻ và sinh viên tốt nghiệp. Cụ thể, 57% dân số Việt Nam dưới 35 tuổi và lượng sinh viên tốt nghiệp tăng 60% trong thập kỷ qua. Khi thu nhập tăng, nhu cầu về nhà ở cao cấp cũng có thể phát triển. Mitsubishi Corp. hy vọng hợp tác cùng một công ty bất động sản địa phương để phát triển nhà ở cho 8.700 dân cư có thu nhập trung bình gần Hà Nội. Tuy nhiên, Paraguay khuyên các công ty nước ngoài nên tập trung vào các loại sản phẩm phục vụ gia đình như mỹ phẩm, sữa cao cấp hoặc đồ dùng vệ sinh. Bà cho hay lượng tiêu thụ lớn là điều quan trọng. Mất bao lâu để ông Trịnh Văn Quyết chiếm ngôi tỷ phú Phạm Nhật Vượng? Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 10, sàn chứng khoán Việt Nam đã chính thức có hai tỷ phú đô la Mỹ là ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng và chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Tài sản của hai tỷ phú này lần lượt là 31.134 tỷ đồng và 23.209 tỷ đồng. Theo cơ cấu tài sản trên sàn của hai tỷ phú này, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm duy nhất cổ phiếu của VIC với tỷ lệ 27,45%. Trong khi đó, ông Quyết giữ cổ phần tại cả FLC và ROS, bao gồm 14,59% vốn tại FLC và 65,01% vốn của ROS. Thống kê cho thấy, trong 10 phiên gần đây nhất, cổ phiếu của ROS tăng 29.000 đồng, tương ứng tăng 57,9% so với giá mở cửa ngày 14 tháng 10. Ngược lại, VIC giảm 200 đồng, tương ứng giảm 0,005% thị giá phiên ngày 14 tháng 10, còn mức giảm của FLC là 520 đồng, tương ứng 10% thị giá. Nếu lịch sử 10 phiên gần nhất lặp lại, tức tỷ lệ tăng giảm phần trăm giá của ba cổ phiếu này vẫn giữ nguyên, thì đến ngày 11 tháng 11, tài sản trên sàn của ông Phạm Nhật Vượng còn khoảng 31.000 tỷ đồng, còn ông Trịnh Văn Quyết sẽ tăng lên mức 36.200 tỷ đồng. Khi ấy, ông Quyết sẽ chính thức vượt ông Vượng trong danh sách tỷ phú giàu nhất trên sàn và cũng sẽ trở thành người có tài sản trên sàn cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Trịnh Văn Quyết, tỷ phú đô la, một hiện tượng của Việt Nam. Thưa quý vị, để có được thành công như ngày hôm nay, ông Trịnh Văn Quyết đã trải qua một quãng thời gian bươn chải kiếm sống. Hôm qua, ngày 27 tháng 10, Việt Nam chính thức xuất hiện tỷ phú đô la thứ hai. Người này không phải ai xa lạ, chính là doanh nhân đến từ Vĩnh Phúc Trịnh Văn Quyết. Sau khi giành ngôi vị người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt của ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long nhờ thương vụ mua gần 100 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros, đại gia Quyết tiếp tục tiến dài trên bảng xếp hạng đại gia khi ROS liên tục tăng giá. Cái tên Trịnh Văn Quyết trong vài năm trở lại đây được nhắc đến nhiều nhờ các thương vụ dự án kinh doanh bất động sản đình đám trong nước. Tên ông Quyết gắn liền với công ty tập đoàn FLC. FLC được thành lập từ năm 2008 với tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Trượt Phú Fortune, có vốn điều lệ là 18 tỷ đồng. Năm 2010, doanh nghiệp này mới đổi tên thành FLC và một năm sau đó, năm 2011 thì FLC được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt. Doanh nghiệp địa ốc này sở hữu nhiều khu đất vàng tại thủ đô cũng như các tỉnh, thành phố nổi tiếng trên toàn quốc. Từ khi FLC chính thức lên sàn, cũng là lúc tên ông Quyết được xướng lên trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt. Trong năm đầu tiên niêm yết trên sàn, tài sản của ông Quyết khi nắm giữ cổ phiếu của FLC là 85,26 tỷ đồng. Sang đến năm 2012, ông Quyết đã tăng 48 bậc, vươn lên vị trí 34 trong bảng xếp hạng với tài sản là 332,193 tỷ đồng. Nhưng việc tăng hạng này không được lâu khi ngay năm sau đó, trong bảng xếp hạng này, ông Quyết lại bị tụt dốc mạnh từ vị trí 34 rơi xuống 171 vì tài sản trên sàn của ông giảm xuống chỉ còn 48,310 tỷ đồng. Bước sang năm 2014, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của vị đại gia Vĩnh Phúc khi tổng tài sản của ông đã tăng lên gần 20 lần, chạm mốc 890,997 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc từ vị trí 171, ông đã leo lên vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng. Năm 2015, ông tiếp tục tăng thêm 2 bậc, giành vị trí thứ 17 khi tài sản của ông tăng lên hơn 100 tỷ đồng, đứng mức 994,604 tỷ đồng. Nhưng có lẽ bước phá ngoạn mục nhất xảy ra vào quý 3 năm 2016 khi ông Quyết chính thức trở thành người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt và chưa đầy một tháng sau đó, ông đồng thời là tỷ phú đô la thứ hai Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng với tổng tài sản lên tới 22.674 tỷ đồng. Ít ai biết rằng vị đại gia bất động sản này lại xuất thân từ một luật sư trong một gia đình công chức nghèo. Ông Quyết từng cho biết để có được thành công như hôm nay, bản thân ông đã rất nỗ lực, vượt qua khó khăn, tôi đi lên gần như từ hai bàn tay trắng. Nhưng đó là kết quả của cả một quá trình lăn lộn với thương trường, một quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, tính toán làm ăn trong kinh doanh mà có. Ông nói, đã qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, FLC gặt hái được khá nhiều thành công, trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Chẳng thế mà trong một bài viết, tạp chí danh tiếng Forbes nhận xét về FLC là câu chuyện hiếm trong giới đầu tư bất động sản, và cái tên Trịnh Văn Quyết trở thành một hiện tượng. Việt Nam vừa có tỷ phú đô la thứ hai trên sàn chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một thời gian dài, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có duy nhất ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup là tỷ phú đô la. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 27 tháng 10, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đã chính thức trở thành người thứ hai có được danh hiệu này. Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu hơn 93 triệu cổ phiếu FLC, công ty cổ phần tập đoàn FLC, và gần 280 triệu cổ phiếu ROS, công ty cổ phần xây dựng Faros. Trong khi giá cổ phiếu FLC không có nhiều biến động, thì cổ phiếu ROS liên tục gây bão trên thị trường chứng khoán. ROS lên sàn ngày 1 tháng 9 năm 2016 với mức giá đóng cửa phiên đầu là 12.600 đồng. Đến nay, ROS đã tăng vọt gấp 6 lần, lên tới 79.100 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27 tháng 10, tổng giá trị hai cổ phiếu FLC và ROS mà ông Quyết sở hữu là trên 22.674 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, giá trị cổ phiếu FLC là 561 tỷ đồng và giá trị ROS là 22.113 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!